one more. Oh, đi không cẩn thận là va vào thuốc lá rồi. Ngủ đúng giờ. Khỏe luôn. Mình yếu quá cũng sẽ không đánh nó lại virus đâu nhá. Ăn hoa quả, tập thể dục, nghỉ ngơi. Đây, khỏe rồi là thoải mái đá xuống đi luôn. Chà. Mình lại phải đi tiêm vaccine rồi. Khỏe như này thoải mái đá với đút luôn. Mày chết luôn. Khẩu trang bảo vệ. Tầm này đang rất yếu nên là vẫn phải tránh. Chưa thể đối đầu với nó đâu. Mình sẽ điều mũi tên này để được nhảy lên. Đây, đi tiêm thôi chứ sẽ không ở một mình đâu. Ăn uống nghỉ ngơi, tập thể dục điều độ. Khỏe mạnh rồi nhưng vẫn phải ngủ. Sút luôn. Sẽ phải đeo khẩu trang để qua đoạn này. Sút nó luôn. Sút luôn. Lên vào 15. Tiếp theo. Sánh nào. Sánh nó. Lại tiêm thôi. Tầm này vẫn yếu quá. Đi qua là dính luôn, chứ không thể kháng lại chúng được. Mình bỏ qua khẩu trang rồi, nên là chắc là không thể trụ nổi qua đoạn này đâu. May quá. Hơi yếu một chút nhưng mà vẫn có thể sống sót đi qua. Đoạn này là yếu lắm luôn. Thành công rồi. Nhưng mà sẽ hơi yếu một chút. Tiếp theo lại vào 17. Tránh xa.
khẩu trang. Sốt. Tiêm xong mà mình không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, không tránh xa rượu bia thuốc lá thì mình vẫn có thể bị lại bị yếu nhá. Khẩu trang khỏi luôn. Sổ răng rất là yếu rồi. Một chút hoa quả. Mình sẽ chọn khẩu trang thôi. Không có ăn cũng được, nhưng mà vẫn bắt buộc phải có khẩu trang. Phát là bay hết virus luôn. Yêu quá rồi. Chỉ cần chạm vào nó thôi. Yếu này không thể có sức được. Nó không đủ sức khỏe để đi qua đây. Tất nhiên là lúc đang yếu thì mình nên tránh, hạn chế tiếp xúc. Là có qua nổi chỗ này hay không? Yếu quá rồi. Sẽ cố gắng tránh nó. Ôi cuối cùng cũng qua được. Mà đang rất là yếu rồi.